Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 98, tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay tới kỳ thứ 16, kỳ thứ 16 với cái tiểu đề là vấn đề phước đức. Hành giả phải hiểu như thế nào vấn đề phước đức, vấn đề quả phúc, vấn đề thiện ác, vấn đề tội phước, mấy vấn đề đó mà Phật tử mà hỏi một câu nào đó, trong một câu hỏi đó mà giải đáp ngay mà các vị không có đi nghe nhiều, các vị không nghiên cứu nhiều, trả lời cũng không rồi. Bên đây là vấn đề phước đức rồi. Phước đức là vấn đề tội phước, là vấn đề thiện ác. Những vấn đề này nói theo cái kinh điển Bất Liễu Nghĩa gọi là phương tiện đó, kinh phương tiện đó thì nó khác. Mà nếu mà cái người mà học nghe giảng 5 năm 10 năm trở lên đó thì lại giảng khác. Vì lẽ đó cho nên là cái nói xin lỗi chứ mình hội họp nhau, mình sinh hoạt đông vậy nè, là nó vui đấy. Nhưng mà cái đối tượng nó nhiều căn cơ, nó nhiều căn cơ lắm, cho nên cũng khó mà đáp ứng thỏa mãn cho được nhiều người. Cái căn cơ mà chúng tánh đại thừa mà trả lời bằng giáo lý tiểu thừa bằng phương tiện thì người ta nghe người ta thấy nó bị lỗi vậy trong đó, dù là giáo lý của Phật mà bị lỗi. Rồi cái người ta căn cơ ngang cỡ tiểu thừa thôi, nó mới phát tâm đó mà giải đáp bằng cái giáo lý Liễu Nghĩa thượng thừa thì người ta chưa nhận thức được. Thành ra cái đông đảo như thế này thì là khó. Vì vậy mà cái việc đó thì Phật tử phải để ý mà tìm hiểu, rồi nghiên cứu thêm, rồi phải học dài dài. Đức Phật dạy về vấn đề phước đức phải hiểu như thế nào đây? Phật dạy rằng tu Bồ Đề ông hiểu như thế nào? Giả sử có người đem thất bảo đầy ngập cõi Tam Thiên Đại Thiên để bố thí, với việc làm đó người ấy được phước đức có nhiều chăng? Thất bảo là kim cương, là học, là vàng, là bạc, lưu ly pha lê sa cừ xích châu, những cái quý nhất trên cõi đời, những cái ngọc vàng ngọc quý báu nhất gặp chung lại có 7 thứ gọi đó là thất bảo. Ông Tu Bồ Đề đó là rằng bạch Thế Tôn đúng vậy, theo con hiểu do cái nhân duyên đó, do cái nhân duyên mà đem thất bảo mình đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mình để đem làm cái việc bố thí, để làm việc phước đức. Do nhân duyên đó người bố thí được phước đức rất nhiều. Phật dạy rằng Tu Bồ Đề, nếu phước đức mà có thật thì Như Lai chẳng nói là phước đức nhiều đâu. Người nào mà hiểu rằng là phước đức vốn không có tự tánh thì Như Lai mới có thể nói rằng phước đức nhiều. Cho nên học kinh này là phải vậy.
Nếu mà người nào đó mà hiểu phước đức có thật thì Như Lai sẽ nói không có phước đức, không có phước đức gì hết. Đó là cái lối dạy thuyết pháp gọi là đối trị tất đạt. Đối trị tức là xoáy mạnh vào cái chỗ, giống như pha những cái thuốc mạnh vào cái chỗ nhọt, chỗ bướu của cái người kia vậy, giống như bác sĩ giải phẫu vậy. Cái ung bướu đó nó đau quá thì lại làm cho nó đau thêm bằng cách là gập nó ra, gập nó ra là nặng rồi múc cái mũ cái máu của nó ra, cái nhân cái cùi của nó ra rồi tra thuốc vô. Mà nếu đúng thuốc thì là nó mạnh, nó hết đau và nó con người mạnh khỏe ra. Còn như có những người mà dùng dằn giả dụ quá, bác sĩ mổ không được, nặng không được, thì chừng đó dù có làm cho đau hơn là chỉ tốn cái đau, nó lỗ lã cho cái người bị gặp mà không đạt cái yêu cầu, và cái công của ông bác sĩ gặp cũng không thành tựu. Chẳng hạn như trường hợp của Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma lúc đó là bác sĩ không thành công, và bệnh nhân là Lương Võ Đế cũng không được lành bệnh. Lương Võ Đế hỏi, tôi nói Lương Võ Đế vậy ha, là vị nào mà có độc mà có thuộc, hay là cái ông gì đó, ông vua gì đó cũng được, đối tôi là cái danh tự, cái con người mà nói từ tên, từ ngày sinh, từ tháng đẻ rồi, đối tôi là không cần cái đó. Để là có ông vua, tôi nhớ là Lương Võ Đế đó. Nói rằng tôi đã lập chùa nhiều lắm, gần cả trăm cảnh chùa. Trong sách thường nói 72 thì tôi nghi rằng đếm cũng không kỹ lắm, cho nên là tôi nói gần cả trăm là được rồi, trên dưới trăm cảnh chùa. Nuôi độ tăng chúng rất là nhiều, tăng chúng tu hành xuất gia rồi ông cấp dưỡng tu học tốt. Lúc nọ nghe Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc đến Đông Độ, tức là đến Trung Quốc, từ Ấn Độ đến Trung Quốc để tu hành và truyền đạo, thì vua Lương Võ Đế hỏi chứ xin được gặp gỡ rồi đàm đạo, rồi đem cái việc làm của mình ra, tôi đã làm được những việc lớn lao như vậy, các chùa độ tăng như vậy có phước đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói mạnh à, đây là cho thuốc mạnh à, mổ à, nó không có phước đức. Nếu như mà cái bệnh mà nó chịu, mà nó chấp nhận để cho mổ cái kiểu đó là nặng cùi nặng nhọt ra đó, thì cái bệnh nhân đó sẽ được an lành. Nhưng mà đây là dễ dụa, không chịu. Cái ông này quái gở, công chuyện của ta làm như vậy mà nói rằng là không có phước đức, vậy thì cái ông này không sạch được rồi. Kể từ đó có cái ác cảm không đối với Bồ Đề Đạt Ma, và đã có ác cảm rồi mà từ một nước này tới nước khác mà đi hành đạo truyền đạo mà vậy là khó làm lắm. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma phải tu thiền một thời gian, mà sắp dở thì gọi là cửu niên viên bích, tức là hàng ngày ngồi thiền, cứ nói mặt vào dấp mà tư duy mà quán chiếu mà không đi làm đạo được nữa. Sau đó thì phải đi chuyển chỗ khác, chuyển địa bàn mới làm đạo được. Thì tại vì như Lương Võ Đế là không chịu thuốc mạnh, trong khi đó Bồ Đề Đạt Ma dụng ý là ta thuyết pháp bằng cái lối kia, bằng đối trị tất đạt, lối thuyết pháp đối trị. Chịu thuốc thì rất là tốt, mà không chịu thuốc là không thành công. Là bởi vì theo chân lý, mà chân lý Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, phước đức làm gì có, phước đức ai ban ai phạt, không hề có phước đức. Tội cũng vậy, tội cũng không ai phạt,
phước cũng không ai ban. Còn như Phước Đức thật sự mà người thế gian ta hiểu đó, ta gọi là về mặt tục đế đó, tức là về mặt mà nó gần gũi với thế gian, người ta nhận thức được đó, thì phước là gì? Phước là khi nào mình làm cái việc tốt, cái việc lành, cái việc lợi mình lợi người, từ cái việc làm đó mà lương tâm của mình không bị cắn rứt, lương tâm của mình được an lành, được thanh an, được tự tại, mình hưởng lấy sự an lành tự tại đó, gia đình mình được an lành, tâm mình được an, thân mình được an, ăn ngon ngủ khỏe, lương tâm không cắn rứt, xã hội không có ai mà có cái điều kiện gì để mà bươi mà xói xỉa vào cái hành động của mình. Vì mình là cái người mà sống trong cõi đời này, mình làm việc tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, việc đó nó đã viên mãn rồi thì con người đó rất an lành. Thế thì phước là cái gì? Phước là cái mà do cái nhân mình làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện mà mình hưởng được cái sự an lành của tự thân, của cuộc sống, của gia đình mình mà người khác không biết được, thì cái đó gọi là phước. Mà cái phước đó có đâu? Không hề có. Chẳng có xanh vàng đỏ trắng, hồng lục sô-cô-la gì, không có, không có màu. Cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì, mà chính cái đó là cái mà nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự tại, sự giải thoát cho bản thân và cho cuộc sống của mình. Thế thì cái đó đó, người ta cho nó một cái từ để chỉ cho cái đó, cái trừu tượng đó, nó không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ là nó, để muốn diễn đạt cái đó, ta cụ thể hóa cho nó bằng một cái từ là phước. Do anh đang ở đời như vậy, hành động của anh vậy, lợi mình lợi người lợi tất cả vậy, cho nên anh được sự an lành đó. Thế thì cụ thể cho anh một cái từ gọi đó là phước, để diễn đạt cái hành động tốt của anh, trụ tượng diễn đạt ra bằng cái từ cụ thể là phước. Chứ kỳ thật phước không có. Không có phước là gì hết đó. Mà cái mà anh hưởng an lành hạnh phúc, tối ngủ an lành, anh đi đâu anh không bao giờ sợ ai ám sát. Trời ơi, làm những cái ông mà, cái ông mà là quan lớn đó, nó đụng chạm tới quyền lợi, tới chính trị, tới mạng sống của người khác rồi, đi đâu sợ lắm. Hitler bây giờ còn một người 78 tuổi trên thế giới, người ta truy tầm được, cho tới bây giờ người ta bắt đem ra giết dân châu Phi một lần 5.000 người trong vòng một ngày, 10.000 người trong vòng mấy ngày. Bây giờ đem ra nói tới là ông đó tự mình ám ảnh, tự mình sợ sệt đau khổ trong bóng tối, ngồi tự một mình tự đau khổ sợ sệt trong bóng tối. Và tất nhiên là tòa án quốc tế đem ra xử thì ban ngày cũng sợ, ban đêm cũng sợ, ăn ngủ không yên. Đó là chứng tỏ rằng không có phước đức, là vì anh làm ác. Đó là không có phước, chỉ phước thôi. Chỉ phước là mình làm điều lành rồi mình hưởng, tự mình hưởng mà người khác không biết được, gọi là phước. Còn đức là gì? Đức là cái việc làm tốt của mình trong đời sống của mình mà cái đó người khác thấy được, người khác biết được và người khác có nhờ được cái việc của mình làm. Ví dụ như ai đó thường bố thí, thường giúp đỡ cho những cái người nghèo khó bệnh tật, giúp cho mồ côi, cho dưỡng lão, cho những cái người khó khăn, và trong đời sống của cái người này là luôn luôn là chia sẻ, nếu có là cứ chia sẻ, gặp nhân duyên, gặp điều kiện là chia sẻ cái nỗi khổ của người khác mà không bao giờ làm cái gì mà tổn thương đến cái đời sống, đến cái sự đau khổ dày dò, đem lại sự dày dò, sự đau khổ cho người khác. Nghĩa là từ cái lĩnh vực của nội tâm cũng như là cái hình thức, cái bên cái đời sống vật chất, người này đều chia sẻ giúp đỡ cho người ta.
người ta được an lành, người ta được hạnh phúc và người ta biết được cái việc làm của mình, người ta thấy rõ cụ thể việc làm của mình. Do vậy cho nên đi đâu cũng được người ta kính, người ta quý, người ta thương. Đó, cái đó gọi là đức. Cho nên cái người đó đi đâu không có ai ám sát, không cần bảo vệ gì hết. Mà đi tới đâu ta quý tới đó mà ta không có ám sát. Vì sao vậy? Vì là cái người có đức. Cái đức là cái mà người ta ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng nghe. Và người ta được nhờ cái hành động thiện, thánh thiện của mình, người ta có nhờ được. Thế thì cụ thể cái việc làm đó bằng cái chữ, đó là đức. Đức là những cái biểu hiện ra ngoài, những cái thánh thiện nó biểu hiện ra ngoài, được nhiều người khác biết. Thế thì phước đức đối với đạo Phật thì cái bát nhã này là học tới cái trình độ mà ta nói nghe là thống tứ đại mạc bả tốc, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai tần cảnh dị tần ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Nghĩa là phải buông bỏ hết. Chứ mà mình tu mà mình còn chấp, còn mong cầu phước, còn mong cầu đức, còn mong cầu chứng được bồ đề, còn mong cầu chứng niết bàn, sai hết. Mong cầu chứng được chân như, cố gắng mà xả bỏ những cái gì vọng cỡ đó là chưa đâu, chưa đạt cái tư tưởng của đại thừa. Thủ vọng tâm xả chân lý, thủ xả chân tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tật tương duy tử. Chân đạo sĩ không cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Chân vọng chẳng có gì. Bảo rằng không nhưng không được nói quan không, không được hiểu là quan không, rằng là có mà không được nói là thật có. Thành ra là vấn đề của cái người học đạo đó mà thấy được cái đó, thấy được cái tấm phước đức cũng vậy. Bảo rằng không, không được nói là không có gì hết, rằng là có nhưng mà không được hiểu là phải có, thì mới xa lìa được cái tâm chấp, mới không có bị đau khổ. Chứ chấp phước, chấp đức, còn đam mê trụ chấp ở nơi cái phước của mình làm, nơi cái đức của mình làm là chưa đạt tới cái bát nhã này. Hãy tìm một tiêu chuẩn để mà định nghĩa thế nào là phước đức. Đó là vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu. Có thể nói không sợ lầm rằng không ít Phật tử chỉ nhận thức mơ hồ về vấn đề phước đức. Cho nên nếu có người hỏi phước đức là gì, thì mỗi người có thể nói một cách theo kiểu của mình. Đại để như có người nói, phước đức là người có nhà cao cửa rộng, lắm tiền nhiều của, ăn tiêu sang trọng là người có phước đức. Vậy thì đối với cái hiểu này, phước đức là tiền của và sang trọng. Không phải. Tiền của nó không nói lên người đó có phước đức. Như nói nãy đó mà, phước là cái mà tự mình hưởng cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát, cái khinh an mà người ta không biết. Còn đức là cái mà mình làm lành mà mọi người được nhờ, được biết và được hưởng cái việc làm của mình, cái hành động tốt của mình. Cho nên là phước đức mà giờ nói là những người mà giàu sang vinh hiển gọi là người có phước đức, không phải. Người khác bảo rằng có vẻ đẹp yêu kiều, diện mạo khôi ngô là người có phước đức. Vậy thì đối với người này, phước đức là vẻ đẹp và tướng oai. Người có vẻ đẹp, người có tướng oai cũng không phải là người có phước đức.
Cho nên cái này rất là dễ lầm lạc đó nha. Sự nghiệp giàu có sang trọng không phải phước đức. Cho nên tôi nói cái này, một cái từ này là mấy mươi năm trời tôi đã học. Mà trong thiền môn người ta nói một cái từ, một cái việc không có lý luận rất là sai. Nhưng mà nếu không có tư duy, không có nghiền ngẫm thì mình thấy thì làm như nó đúng. Đúng như đúng thì thật là sai. Tôi nói ví dụ như người ta dùng cái từ chánh báo và y báo. Chánh báo và y báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là con người. Y báo là gì? Y báo là sự nghiệp, là chỗ ăn, là chỗ ở, là những cái mà mình có thể hưởng sung sướng, an lành, sang giàu, tự tại theo thế gian. Thành ra cái người nào mà ăn ở được, làm ra được, có điều kiện, có tiền nhiều, của nhiều, xây dựng sự nghiệp, lâu đài, nhà cửa, tháp, miếu, chùa, chiền nhiều, mà càng rực rỡ nguy nga nhiều, thì người ta nói người này là người có phước đức. Là vì cái chánh báo tốt cho nên cái y báo nó mới tốt. Một cái từ rất là biết bận và sai, sai ngoan. Tôi dám nói thẳng, tôi đố người nào dám lên diễn đàn mà đối khẩu với tôi về cái từ đó. Nhưng mà cả bao nhiêu trăm năm nay người ta đều nói như vậy. Tôi lấy câu của Quyền Giác Thiền Sư, tôi nói rằng là nhất khả lãnh, nguyệt khả diệt, chúng ma bất năng hoại chân thuyết, tượng mã tranh minh, mạng tiến đồ, phì kiếm đường lan năng cự kiệt. Câu Quyền Giác đó. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà lũ chúng ma không xuyên tạc nổi giáo lý này. Bày thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Câu Quyền Giác nói vậy đó. Cái mà gần kết thúc cái bài Chứng Đạo Ca nói câu đó, đều của tôi nói là chân lý. Ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý của tôi đâu. Đây là phát xe voi đổ dốc. Xe voi nó lớn, nó nặng, nó to, mà nó đang đổ dốc, nó tiếng lừ 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 vậy nè. Bỏ ngựa cho cháu không làm sao chống xe nổi. Cho nên cái từ mình định nghĩa phước đức bằng cái kiểu là tiền bạc nhiều, sự nghiệp nhiều, mà giàu có sang trọng, ăn ở sang trọng đó mà. Không phải đâu. Phỉ báng Thế Tôn ta là tôi không chấp nhận người đó đâu. Đức Thế Tôn ta chẳng lẽ là từ khi mà bỏ cái ngôi Như Quan Phú Quý của địa vị Dương Hầu Khánh Đức Thế Tử rồi đi tu thành đạo rồi, kể từ ngày đó Thế Tôn ta hết mất đi cái tính báo tốt rồi ư? Rồi mỗi ngày nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ di sinh sự tử sự giáo hóa độ xuân thu. Không có một cái nhà, cái cửa nào, cái cung, cái điện nào, cái chùa chiền nào hết mà thầy trò khất thực rồi về rồi thì tham thiền nhập định ở gốc cây ở ngoài rừng vậy. Chẳng lẽ Như Lai đã mất đi cái tính báo tốt rồi, cho nên cái y báo không còn gì nữa hết vậy đó sao? Có phải vậy không? Làm sao dám nói? Mà không dám nói cái đó thì cái từ chánh báo y báo từ lâu nay mà xiển dương cái tài sản, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị, cái chỗ ăn ở sang trọng là lừa đảo, là biệt bợm rồi. Không phải đâu. Không phải là cái chỗ mình sang trọng là chánh báo tốt. Muốn nói cái gì điều đó tôi không cãi. Nó tự tôi có, tôi làm nên, tôi có tài, tôi làm nên sự nghiệp, điều đó tôi không cãi. Tự tôi có gia đình quyết thuộc tôi cho tôi, cho nên tôi làm nên sự nghiệp đẹp đẽ thì tôi ở sang, tôi ở trọng, điều đó tôi không cãi. Nhưng mà nói cái điều đó là một người tu sĩ mà là do chánh báo tốt, cho nên có y báo tốt là không chấp nhận. Anh không được quyền sĩ giả Thế Tôn tu.
Nếu anh là tu sĩ là Thế Tôn ta, anh không được quyền. Không được quyền nghĩa là sử dụng Thế Tôn ta. Chẳng lẽ Thế Tôn ta ngài thành đạo, từ đó về sau là mất đi hết cả chánh báo cả y báo à? Cho nên cái chỗ này rất là quan trọng, mà trong đó có mấy thầy học trẻ phải hiểu cái đó, bằng không là coi chừng mình lừa mình mà mình lừa người nữa đó. Lừa mình là lừa lương tâm mình. Mình dối gạt lương tâm mình. Mà mình lừa người là người ta đưa tiền cho mình làm cứ thiên giàu thì sang vậy á. Rồi mình nói là chính là do chánh báo mình tốt cho nên mình được y báo tốt. Mà sự thật tất cả những cái vật chất đối với đạo Phật phủi một cái rốt bằng câu nào? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, dịch như điện, ưng tác như thị quan. Đó là chân Phật tử này. Thế thì anh nói thế nào? Phước đức là thế nào? Chánh báo y báo rồi là sao mà cãi nổi? Thất xe doi đổ dốc tiến từ từ, lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Cho nên là sau này á, mà học cái này xong rồi á, là học một lần tiếng đạo ca cho thật sâu sắc từng câu một, mới thấy một vị tu sĩ vĩ đại. Cho nên nhân đẹp yêu kiều, nhân mạo phân ngô là người có phương đức vậy thì phương đức là tướng đẹp vẻ oai, không phải đâu. Có người thì bảo rằng Phước Đức là người làm quốc trưởng, tổng thống, là những bậc quyền cao, chức lớn. Vậy thì đối với cái ý tưởng này, Phước Đức là chức tước và địa vị. Không phải. Có những vị quốc trưởng đau khổ vô cùng tràn ngập, không có an lành, đầu óc không có rảnh rang, bận rộn dữ lắm, triền miên đau khổ. Chẳng qua là đời thì nó có người làm việc này, người làm việc khác. Người thì làm nông, người thì chạy xe, người thì dịch cưỡi, người thì làm tỉnh trưởng, người thì làm bộ trưởng, người thì làm tổng thống. Cái xã hội là nó phải có vậy à. Thành ra mỗi người làm một việc tùy theo cái khả năng của mỗi người phân công ra trong xã hội làm một việc, mà không phải vì làm những cái ông lớn như vậy gọi là có phước đức. Bởi vì người này không có, khó mà hưởng được cái an lành lắm nha. Khó hưởng được an lành lắm. Cũng như những cái người mà làm, mà tiền bạc nó vô mỗi hàng tỷ 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 đó, coi vậy chứ không phải phước đức đâu. Cái đầu óc không hề có một phút rảnh rỗi. Mà tôi nói là đầu óc không có không gian. Cái chỗ ở mình phải có không gian rộng thì chỗ ở mới hạnh phúc. Cái nhà mình phải được rộng, nghĩa là cái nhà cũng phải có không gian thì cái nhà ở mới hạnh phúc. Cái đầu mình phải có thời gian nghỉ ngơi, được an lành, tự tại, thoải mái, mà không có cái gì bắt buộc, ưu tư, sầu muộn, khổ đau. Thì cái đầu đó là đầu có không gian mới có hạnh phúc. Chứ như là làm việc mà mỗi ngày vô có bạc trăm triệu, mấy trăm triệu, bạc tỷ đó, cái đầu không có không gian. Là một ông lớn, nói cho đúng là nhiều khi mình nghĩ mình phải thương mấy ông đó đó, vì dân, vì nước ta làm, chứ mà cái đầu cũng khó mà có không gian. Cho nên là phước đức của đạo Phật không nhìn bằng những cái uy quyền, cái thế lực, cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị. Là chức tước địa vị không phải là gọi là phước đức. Có người lại nói là một hòa thượng, thượng tọa có được chùa to vườn rộng, có diện mạo phương phi, có dáng đi lững thững trong vẻ đạo cốt tiên phong, là người có phước đức. Vậy thì cái ý nghĩ này, đối với họ, phước đức là sự nghiệp và dáng điệu. Không phải. Sự nghiệp lớn và dáng điệu bên ngoài không có phước đức. Nhiều khi dáng điệu như vậy chứ mà trong đầu cũng không có không gian. Mà trong đầu không có không gian thì không có phước. Và nếu như tất cả tài sản sự nghiệp đem về làm chỉ dễ dàng cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình mà thôi, còn những người khác
thì không được hưởng những cái đó. Thế thì có khi nó lại thành ra cái người tham lam vô độ tội lỗi nữa, chứ đâu có gọi là đức. Đức là những cái nhiều người thấy, nhiều người biết mà ta được nhờ cái việc làm của mình, cái lời nói của mình, sự giáo hóa của mình, sự thánh thiện của mình mà người ta được nhờ, thì cái đó là đức. Đức là cái biểu hiện ra. Còn phước là cái mà mình tự nhờ, mà mình chỉ tự nhờ thôi, mà cái đầu không có không gian thì không có hạnh phúc. Ở trong cảnh giàu có mà cái đầu, cái trí mình không có rảnh ra, không có trí tuệ là không có hạnh phúc. Cho nên sự nghiệp và tướng mạo dáng điệu không phải là người có phước đức. Những ý tưởng đó dựa trên sự nhận thức thông thường chắc hẳn cũng có nhiều người đồng ý. Có nhiều người đồng ý. Thậm chí có người ta thấy vậy, ta thích, ta bỏ ra hàng tỷ này, hàng tỷ khác để ta hỗ trợ cho cái việc làm đó. Thế thì có nhiều người đồng ý ta mới làm được việc đó chứ. Nhưng qua cái nhận thức của Bát Nhã Ba La Mật không nói đó là tai hại, thì những thứ phước đức đó, không nói đó là sai, là tai hại, thì những thứ phước đức đó không phải là thứ phước đức trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói. Và cũng không phải thứ phước đức mà Đức Phật muốn dạy cho các hàng đệ tử mình. Nếu mà Đức Phật mà dạy đệ tử mình bằng thứ phước đức đó là trong kinh điển tôi gọi là tự ngữ tương vi. Nghĩa là cái lời nói của ông nó đánh đổ lại cái giáo lý của ông, đánh đổ lại cái ý tưởng của ông. Ông là một vị hoàng tử, ông bỏ nhà, ông mặc một chiếc áo nhất bát thiên gia phạm, cô thân giảng lý du, chỉ vì sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Mà nếu ông dạy chúng tôi bằng cái thứ phước đức như vậy thì ông là người gì? Ông hết phước đức rồi chăng? Tại sao ông là người hết phước đức mà ông dạy cho chúng tôi đây là để được phước đức thì làm sao chúng tôi có được? À, cho nên là phước đức đó, những thứ phước đức kể trên nó không phải là thứ phước đức của Đức Phật dạy trong kinh này. Theo giáo lý Phật, phước đức được phân chia rành rẽ phước đức hữu lậu và phước đức vô lậu. Những thứ phước đức theo quan niệm thông thường được nêu ở trên là phước đức hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là người thụ hưởng cái phước đức này sẽ còn lọt, còn rớt ở trong cái khổ lụy đau thương. À, cho nên là ta chia nó là như thế. Mà học Bát Nhã này thì tất nhiên là phải dục ra cái phước đức hữu lậu mới đáng nói. Chứ học kinh này mà cà quần ở trong phước đức hữu lậu là không bao giờ hiểu được kinh này. Phước đức hữu lậu nó còn lọt rớt trong khổ lụy đau thương. Nó chỉ đem lại sự an lạc cho con người trong một giai đoạn. Căn bản khổ đau của con người là vấn đề sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Những thứ phước đức đó không giúp ích gì để giải quyết được gì. Đó, cho nên là để ý đó, mình học Phật là mình phải đặt cái mục tiêu nha. Cái mục tiêu của người tu Phật là mình theo đạo Phật đây là mục tiêu là cái gì? Là giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Tôi xin nhắc lại, giải quyết vấn đề sinh lão bệnh tử mà phải kèm chữ ưu bi khổ não mới được. Chứ nếu mà tu mà để mong mà giải thoát được vấn đề sinh lão bệnh tử là sai rồi. Sai rồi, tu như vậy là luống công vô ích. Tu rồi để không còn sanh già bệnh chết nữa, có nghĩa là anh đã tu để mà đạt lấy cái ngoan không, vĩnh viễn chấp dứt,
từ đây không còn gì nữa hết. Mà cái đó trong đạo Phật ta gọi là đoạn kiến ngoại đạo, người đệ tử Phật không học cái đó. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật là giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử mà ưu bi khổ, khổ não mới là quan trọng. Do vậy cho nên Đức Phật thành đạo rồi, hơn người thường là Đức Phật là giác, mà người thường là mê. Đức Phật hơn người thường ở cái chỗ là không còn ưu bi khổ, khổ não. Còn các đệ tử của Ngài có thể hoặc là hoàn toàn chịu những điều ưu bi khổ não trong cuộc sống hàng ngày. Còn như hàng A-la-hán thỉnh thoảng cũng có những cái ưu bi khổ não. Chẳng hạn như hàng A-la-hán nó còn gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc mặc dù là cái khổ đó, cái bất bình bất mãn nó nhẹ hơn cái khổ nó tác động nó hoành hành của cuộc sống bình thường của người mê, nhưng mà vẫn còn. Còn như Đức Phật hơn các hàng đệ tử là không còn vấn đề ưu bi khổ não. Còn vấn đề sanh tử Phật giải quyết bằng thế nào? Nếu giải quyết được vấn đề sanh tử thì tại sao 80 tuổi Phật còn chết? À, do cái nghĩa này cho nên là cái vấn đề sanh lão bệnh tử không có đáng sợ. Vì nó là chân lý, nó là quy luật tất yếu tất nhiên của cái vũ trụ vạn hữu này. Mà Phật là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng trên vũ trụ này. Cho nên vấn đề sanh trụ diệt diệt, vấn đề thành trụ quả không, vấn đề sinh lão bệnh tử là cái chân lý hiển nhiên, không có gì đáng nói. Hơn nhau là ở cái chỗ sinh lão bệnh tử luôn luôn là nó dày dò, nó cắn rứt, nó hành hạ trong cái ưu bi khổ não. Còn như Phật là 80 tuổi cũng chết vậy, nhưng mà gọi đó là Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ. Thì người đó, gọi người đó là người Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham vọng, tiếc nuối. Mà cái người này cũng chết giống như người khác, Phật cũng chết giống như người thường, nhưng mà không còn tham vọng và tiếc nuối. Cho nên cái chết của Phật được gọi là Niết Bàn. Niết là không, bàn là si mê, đần độn, luyến ái, tầm thường. Mà đây Đức Phật vẫn chết mà không có si mê, đần độn, không có luyến ái, mê hoặc tầm thường. Vì vậy cho nên Phật chết gọi là Niết Bàn. Cho nên nó hơn phàm phu, hơn chúng sanh ở cái chỗ là không có các cái phiền não ưu tư, ưu bi khổ não mà phàm phu có. À, thế cho nên là Phật vẫn cứ chết đó chứ. Nhưng mà được gọi là Niết Bàn là tại nó vậy đó. Chứ còn cái vấn đề sinh tử nha, phải nhớ quyền giác thầy sư nói: kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ. Việc sống chết kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lẫn lờ trôi. Cứ lẫn lờ trôi giống như mây trôi trên nền trời xanh vậy. À, hợp ở đây tan chỗ kia, rồi tan chỗ kia hợp ở đây. Cứ trôi qua trôi lại trong bầu trời, không bao giờ cái mây đó mất. Sự sanh tử của chúng ta cũng như vậy. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tủ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh, sanh việc vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận. Cho nên sự sinh tử không có gì đáng sợ nha. Không có sợ là phải sợ cái thứ ưu mi khổ não sinh tử đó. Cho nên kinh này mà Phật tử mà để ý học kinh này rồi nó trở thành sư tử, trở thành trâu sắt, trở thành người gỗ xem chim vẽ, trở thành người nộm xem chim vẽ, trở thành trâu sắt không sợ sư tử nữa. Hồi tôi đọc 30 năm trước, tôi đọc cái bài đó tôi rất thích, của Huệ Nhật Đại Sư. Huệ Nhật Đại Sư thì trong thành phố này là có một số ít biết, bởi vì Huệ Nhật trong cái thời gian mà
bỏ cái thân đó thì nó cũng có những cái hơi bất bình thường. Thành ra người ta ít biết. Hồi tôi sắp vào chùa thôi, và khi vừa được vào chùa là tôi đã đọc cái bài đó. Đọc cái bài là Đáng tự vô tâm ư vạn vật. À, cái này là kỳ nha. Hồi tôi ở chùa chiều tôi còn câu cá rô mà. Giờ người ta đem heo là người ta cúng chùa là cái việc làm thịt heo rồi là ăn thoải mái cái gì vậy? Không có gì dấu vết á. Tối thì bắt quỷ bỏ vô hũ cải bắt thảo còn lại. Làm chuyện bình thường. Còn tôi thì có cái chất ăn mặn lắm, cho nên là ăn thì mua nước mắm ngon, mua lần một chai xá xị vậy mà ăn có hai bữa cơm hết. Ăn mặn ghê gốc. Nhưng mà khi mà tôi được cái cuốn của Huệ Nhật Đại Sư diễn văn, đề xuất xứ ở chỗ cầu Hang, Gò Dấp, quận Tân Bình, thì tôi thuộc cái bài này cho tới năm nay là mấy chục năm rồi đó. Đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngưu bất thả sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng hoa điểu. Hoa điểu phùng nhân vật bất kinh, do mộc nhân thể tử vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hòa lữ bồ đề đảo bất thành. Rồi dịch theo nguyên văn hồi xưa đó, nếu mình vô tâm cùng vạn vật thì ngại gì vạn vật xâm dây ta. Mình vô tâm với nó rồi thì nó dây mình, không ăn thua gì hết. Giống như mình đi trong cái rừng hoa mà mình không có ý tham hoa thì hoa đó không có giữ mình lại được đâu. Nó không làm mình mê man tàn tật, tham lam luyến ái gì hết đó. Là mình phải tập có cái vô tâm cơ. Thưởng hoa nhưng mà không có ý tham liếm bẻ hoa. Tại nó miễn mình vô tâm cùng vạn vật, ngã gì vạn vật xung dây ta. Trâu sắc chẳng sợ sư tử hét, trâu sắc chẳng sợ sư tử rống, ví như người gỗ xem chim vẽ. Chim vẽ gặp người cũng chẳng sợ, bởi vì người gỗ ấy gốc vô tình. Người gỗ người nộm á, hình nộm. Người nộm mà xem chim vẽ, chim vẽ gặp người nộm đâu có sợ. Người nộm cũng không có ý muốn bắt chim vẽ. Chứ như người nộm xem chim vẽ, chim vẽ gặp người cũng chẳng sợ, bởi vì người nộm gốc vô tình, tâm với cảnh mà nó như thế ấy, thì có lo gì là cái đạo bồ đề không thành. Đấy, thành là cái đạo bồ đề mà nó thành, nó được cái bồ đề niết bàn là do tâm cảnh như bất động, giống như người gỗ mà xem chim vẽ vậy, giống như sư tử trâu sắc nó không sợ tiếng hét tiếng gầm của sư tử đâu. Hồi đó mà nó hình như nó có cái chất của Đại Thừa. Chứ cái bài đó mà ai mà chưa đi tu mà lại đọc cái bài đó mà thích thì sao? Nhưng mà dường như nó có cái chất. Là mới bắt đầu vào chùa mà thấy được cái cuốn đó là mê là thuộc ngay. Cuốn đó trong cái bài của Huệ Nhật. Huệ Nhật Đại Sư diễn văn bài đó. Tệ hơn nữa là chính những cái thứ đó, cái đề sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não, những thứ phước đức đó không giúp ích gì, giải quyết được gì. Tệ hơn nữa là chính những thứ đó lại có thể là nguyên nhân gây ra khổ lụy đau thương. Những cái phước đức hữu lậu mà chẳng những không giúp ích giải thoát giác ngộ mà còn gây ra khổ lụy đau thương. Những tấm gương sờ sờ trước mắt, người ta vẫn tự tử trong cảnh gia tư sung mãn, điều này có thật. Rồi có một ông đó, nghĩa là xài tiền ghê gớm lắm, mà tự tử đi lầu năm báo đăng năm ngày xưa nè.
xài quá xá đi sao nhà lầu không là tới gần chết rồi, là tao mướn bằng nhà, tao mướn làm nhà lầu 3 tầng, rồi có xe hơi để tổng, rồi có tivi, rồi có đồ máy, rồi có đủ thứ tiện nghi, có điện thoại di động này kia nọ, rồi tầng tầng vậy. Nhưng mà khổ có cái là cái nhà lầu 3 tầng đó nó không có thang lên, tôi quan sát rồi. Bởi vì tôi thấy chuyện là tích theo vậy tôi cười, thành ra tôi quan sát kỹ, trời đất ơi, nhà lầu bên ngoài có đàng hoàng vậy mà không có thang lên, không có chỗ nào lên hết trơn trời. Thế thì tầng nào ở tầng nấy, rồi còn cái tầng 2, tầng 3 không biết làm sao lên, không biết chắc cái hồn nó bay rồi. Mà nếu mà hồn bay là tự nó bay được thì cần gì nó phải làm nhà lầu. Mà nếu nó cần làm nhà lầu tất nhiên là nó phải ở nhà lầu, mà ở nhà lầu phải đi thang lầu chứ. Mà làm cái nhà lầu không có. Rồi còn một cái vali to vậy nè, quần áo, cà vạt, là radio, là tivi, là đồ, đủ thứ đồ, nghĩa là y như cái người mà sắp đi ngoại quốc vậy. Điện thoại di động rồi đồng mà. Bởi vì ở nhà ta thương quá, chị em còn lại ta thương quá, ta biết làm sao vậy, ta làm vậy, với anh này xài sang quá. Tự tử lầu, lầu năm, là tiền bạc ghê gớm ấy. Do vậy cho nên là nó không phải hạnh phúc đâu, sự nghiệp không phải hạnh phúc đâu. Những khổ lị đau thương sờ sờ trước mắt, những tấm gương sờ sờ trước mắt, người ta vẫn tự tử trong cảnh gia tư sung mãn, người ta giết nhau vì cái vẻ đẹp bá mỹ yêu kiều, người ta đánh đấu nhau vì dáng điệu uy phong lẫm lẫm. Không dạy ai coi Từ Hy Thái Hậu đó, trời ơi, coi cái đó thấy tu đã tu cho rồi chứ không còn gì nữa hết. Làm vua mà một ông vua mà bị cái bà hoàng thái hậu, bà kiểm sát cho tới nỗi ngủ chánh cung nhiều bà cũng gầy, rồi sau đó là bà, một ông vua sau cũng bà nuôi bà chỉ huy nữa, rồi ngủ với thứ phi nhiều, không ngủ chánh cung nhiều bà cũng gầy. Trời đất ơi, thế thì làm vua mà có sướng gì đâu, kiểm tra cho tới từ trên tới dưới tới khúc giữa cũng kiểm gì thì còn mà ăn cái nỗi gì vậy. Kiểm tra là kiểm như vậy, là bà Từ Hy Thái Hậu này thiết là vô cùng quý quyệt và ác đức. Ta nói là kiểm tra từ đầu tới đuôi này, kiểm tra từ đầu tới đuôi tới khúc giữa. Thấy cái đó nản chí vô cùng. Làm vua mà tự nói rằng mình không được bằng với một người thường, thế thì là cái giàu có, cái sang trọng, cái quý quyền, cái địa vị, cái nó có được hạnh phúc gì đâu, gọi là phước đức gì đâu. Cho nên là thời gian mà tôi nghiên cứu tử vi á, 15 năm trước không dám nói vụ tử vi vậy đâu, nhưng bây giờ nó bán đầy trời đầy đất, cho nên giờ mới nói tử vi. 15-20 năm trước tôi nghiên cứu tử vi á, là mới học tử vi là ai cũng thích, quá khoa, quá quyền, quá lộc. Người nào mà mệnh tài quán trong tương quan với mình mà có quá khoa, quá quyền, quá lộc là thích. Nhưng mà thì thật, cái người mà đủ khoa quyền lộc không có gì đáng mừng. Những cái ông mà làm quan với ông làm vua, những ông giàu có thường thường là có khoa quyền lộc. Nhưng mà đại để ví dụ như là quá lộc mà cho tới xài hàng ngàn tỷ rồi ở tù chung thân hoặc tử hình thì cái lộc đó có đáng mừng không? Còn như quá quyền, mình có quyền làm giám đốc, làm phó giám đốc ngân hàng công thương, rồi mình cho vay ngoài cái trách nhiệm của mình cho vay bao nhiêu ngàn tỷ, rồi mình bị ở tù, thậm chí mình tử hình, thì cái quá quyền như vậy có đáng mừng không? Cho nên là cái vấn đề quá khoa, quá quyền, quá lộc. Còn như làm quan cũng vậy, làm quan mà nếu lệch đi một tí là có thể mất mạng, có thể ở tù tội chung thân đó chứ. Cho nên là thời gian nghiên cứu kỹ rồi đó, tôi mới thấy rằng là khoa quyền lộc nó là cái áo khoác đẹp ở bên ngoài thôi, cái giá trị của nó rất là mong manh. Nếu một
một cái nghiền mực, một cái chậu nước dơ, người ta tát vào cái áo khoác đó cũng mất giá trị ngay. Hoặc là một sợi dây chuyền, hoặc là một đôi bông hột xoàn, hoặc là mấy cái hột xoàn mà đeo lóng lánh đầy người đó, chỉ cần một trận cướp là nó giật, là cái đẹp lóng lánh đó bị mất ngay. Cho nên cái giá trị của cái nghề coi tử vi mà bao nhiêu năm mà nghiên cứu mà thích khoa huyền lộc để nói đó, là sau này mình thấy cái đó không có hay. Mà đi sâu vào đạo Phật, rồi đi sâu vào tử vi, chỉ có người nào thái tuế thủ mạng, mà thái tuế mà đồng cung thủ mạng, mà đồng cung là người đó tuyệt vời trong thiên hạ, người đó anh hùng trong thiên hạ, nghèo cũng vẫn là anh hùng, giàu có cũng vẫn là anh hùng, mà nghèo cũng vẫn là anh hùng. Người đó chết thì thôi, chứ không bao giờ đầu hàng những cái bất chính, bất nghĩa, bất công. Thái tuế mới là anh hùng, chứ khoa huyền lộc không phải anh hùng. Khoa huyền lộc là như tôi nói nãy giờ, tự tử trên lầu 3 cũng là do có quá lộc. Bị tử hình cũng có thể là do nhiều quá lộc. Chức tước bị ở tù chung thân là do có quá quyền mà vẫn có thể bị tai họa. Cho nên những cái đó ta đánh giá nó như là những chiếc áo khoác bên ngoài, giống như là đồ nữ trang, trang sức, có thể rơi mất, có thể bị hư hỏng bất cứ lúc nào. Còn người mà có thái tuế, thái tuế thủ mạng, thái tuế quan phù bạch hổ thủ mạng, mà thân mạng đồng cung có thái tuế là từ xưa tới nay có vài ba người. Trong cái xã hội Trung Quốc và Việt Nam này có vài ba người là thái tuế, rất anh hùng. À, thế thì là nói như vậy có nghĩa là cái vấn đề này đó mà, vấn đề khoa quyền lộc, vấn đề giàu có, danh vọng, sự nghiệp, không có, đối với đạo lý nhà Phật không có gì ghê gớm lắm đâu, không có gì đáng kính, đáng nể, đáng phục, đáng sợ đâu. Mà sợ là sợ cái phước đức. Và nói về tư duy là không sợ khoa quyền lộc, mà nể phục quý, là quý cái thái tuế thủ mạng, thái tuế hoàng phục bạch hổ, và đóng đúng chỗ. Nghĩa là tôi nói tử vi nghe, nhưng mà còn cái tử vi mà gọi là tử vi trọn đời đó, mấy người đừng có tin nha. Không, tử vi là không bao giờ tử vi trọn đời được. Lấy một cái lá số nào đó, cái năm nay tháng nay là của anh ta là phải năm tháng ngày giờ mùa đâu đó chính xác, nó tùy theo cái tiết sinh ra con người, chứ còn là viết cái năm mà gấp dần này rồi ai sinh gì đó viết bậy bạ, kiếm ngàn ngàn đỡ khổ. Vậy mà làm ăn bậy bạ tháng giêng kiếm mấy chục triệu thôi nha. Bởi vì ta thấy rằng cái tết nhất mà ngàn có nhậm vậy, thôi thì mua bảy lá là đọc giải buồn đó. Rồi cũng có tên mình dính dính trong chút đỉnh cuộc thậm chí này kia nọ trong năm dần này, ví dụ vậy nha. Chứ còn cái đó là hoàn toàn không dính dấp gì với tử vi. Tử vi thiệt thì cũng còn chưa phải gửi thân mạng cho nó được, mà phải học Phật pháp mới có thể tự mình làm chủ lấy cuộc đời của mình. Còn nói chi cái tư duy mà gọi là tư duy trọn đời mà đường bán đó, người mà có chút trí tuệ không bao giờ nó xài cái đó, cho cũng không lấy, chứ đừng có nói mua ngàn. Người ta giết nhau vì vẻ đẹp bá mỹ yêu kiều, sau đó từ hy giết tự an vì thiệt thà, vì thương một cách thành thật, đưa cái chiếu của nhà vua trước dặn dò, nếu mà sau này Tự Hy Thái Hậu mà có cái lòng dạ phản trắc nào á, là ái khanh hãy lấy cái này đem ra mà trị tội, giữ gìn mấy năm tới chừng mà thấy chị em thân tình cùng vui buồn có nhau mà đem ra, nó thôi bây giờ kể từ đây cái di chiếu của tiên đế thấy chị em mình thân tình quá rồi không cần xài nữa, đem đưa ra cho Tự Hy coi xong rồi đốt, kể từ đó là chết một cách oan uổng, là vì thật sự là quán luôn tiên đế, là hồi đó sinh ra con mà không có thương tu thật, mà thương chị, mà thương chị mà cảnh giác, mà để một cái mật chiếu có thể để trừ khử tôi, cho nên là tôi đau cái đó, tôi quán cả tiên đế và tôi quán luôn cả chị, tìm cách giết đầu độc chết. Thế thì là quy quyền địa vị vậy đó, không được gọi là phước đức đâu.
tiền tài danh vọng không được gọi là phước đức đâu, khoa quyền lộc không được gọi là phước đức với cái nhãn quan của những cái người học đạo Phật. Người ta lật đổ nhau vì cái ngôi tổng thống, cái địa vị quốc vương. Người ta triệt hạ nhau để rồi kẻ ung dung trước điện Phật, người đau khổ rủ xác trong tù. Đây là chuyện có thiệt. Chuyện có thiệt trong cái đời tu sĩ của tôi. Nếu bảo rằng Phật đức phải là người giàu sang sự nghiệp, phải là lấm lấm quay phong, phải là vương hầu khanh tướng, phải là chùa to vườn rộng, phải là cảnh đẹp giáng thần tiên, thì Phật Thích Ca sau giờ phút xuất gia, sau ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài đã trở thành người vô phước nhất đời chăng? Ai trả lời nổi câu đó? Do vậy cho nên là tổn giá tranh danh mạng tiến trình, thùy kiến đường lan năng cự kiệt. Thất xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, quầy bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Cái chân lý nó đã như vậy rồi. Anh đúc vô là coi như bỏ ngựa chống xe thôi. Nhất thiết pháp, nhất bác chuyên gia phạm, cô thân vãng lý du, chỉ vi sanh tử sự giáo hóa độ sinh tu. Có phải chăng đó là hình ảnh, một hình ảnh của những người vô phước nhất trong nền giáo lý Phật? Đâu phải vô phước, đó là lập trường, là chủ trương của một đấng Thế Tôn đó chứ. Anh khinh thường những người nghèo khó, những người không có sự nghiệp ư? Anh có chừng anh ăn cơm của Phật mà anh mà nhục quỷ bán nàng giáo lý Phật, tức là anh mà nhục quỷ bán Như Lai đấy. Anh đừng tưởng người ta không có sự nghiệp là anh có thể khinh người ta được nha. Anh đừng tưởng người ta không có đồn điền, người ta không có nhiều chùa, nhiều am, nhiều thiền viện rồi anh coi thường người ta được nha. Anh ăn cơm của Như Lai mà anh phỉ báng Như Lai là chúng tôi không chấp nhận đấy. Vậy những gì là phước đức theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Theo quan điểm của Bát Nhã Ba La Mật Đa, phước đức chỉ là một cái từ phát xuất từ cái khái niệm trừu tượng. Cho nên trong kinh đó là phước đức tức thì phước đức tánh. Nó phát xuất từ khái niệm trừu tượng. Phước đức tức thì phước đức tánh. Phước đức nó không có cái tánh chân thành. Cũng như tam độc, tam độc thủy bào hư xuất mộc, ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ quẩn chỉ là phù hư tụ tán, hiệp rồi sanh trong vũ trụ bao la. Sự việc sanh, sanh việc vô cùng, nó hiện hữu trong thời gian vô tận, gọi là tam độc. Nhưng mà thực tánh nó không hề độc. Nó như bọt bèo, nó sanh, nó diệt, nó sanh. Như bọt bèo, sanh, diệt, quyển hư. Thế khi mê thì bị tâm độc, nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức. Không sao tìm ra được chúng. Phước đức cũng vậy. À, vậy thì vừa giàu hay là giáng mạo, tướng quay, rồi giàu có sự nghiệp, chùa chiện, đất đai, mà anh gọi là phước đức là anh phải bán Như Lai rồi đấy. Cho nên cái bài này là học cho kỹ rồi các vị sẽ không lầm được nữa. Tự mà học kỹ rồi là các vị không có chỗ lầm được nữa. Phước đức tức là phiền phước đức tánh. Phước đức phải được hiểu, phải biểu hiện qua sự giải thoát, giác ngộ, qua sự bình an, tánh thoát, sự tự tại, an nhiên trong đời sống con người. Có người ấy điều kiện, đó có thể gọi là người có phước đức đó. Đó là phước đức vô lậu đó. Ngoài ra người ta có phước đức, người có phước đức còn là người có thể làm gương mẫu mực thước. Ví dụ như Phật Thích Ca đấy, cái đức nó biểu hiện ra ngoài mà, làm gương mẫu cho người ta học mà. Có thể làm gương mẫu mực thước, cái đức nhẫn nhục, cái tính ôn hòa, cái lòng từ bi, hành động vị tha, tinh thần vô ngã. Đấy, Đức Phật biểu hiện ra cái đức của mình. Cho nên Đức Phật là một vị hoàng tử mà không hề có bảo vệ suốt đời mà
mà người ta có muốn ám sát cũng ám không được. Và lại nữa, không có mấy trường hợp mà muốn ám sát, mà muốn ám sát cũng ám không được, là vì 1.000 người mà 999 người không muốn ám, một người muốn ám thì làm sao ám được. Cho nên hoàng tử mà không có bảo vệ, trong khi đó một thượng sĩ, một đại quý làm quân trưởng thôi mà đi đâu phải bảo vệ cả hàng tiểu đội, mà không chắc anh một ông quân trưởng bên Pháp, bên cái đảo Cọt hay gì đó mới đây nè, là vừa coi nhạc kịch ra là nó ám sát ngay tức khắc. Cho nên cái người có phước đức là nó biểu hiện những điều đó, từ đó đem lại cho nhiều người sự kính phục, sự cảm mến, có thể học tập làm theo. Phước đức vốn không, cho nên làm phước đức đừng sanh tâm chấp mình làm, mà làm thiện thì mình sẽ lấy cái quả an vui ngay, mà không cần ai ban ai tặng hết. Các vị thử thí nghiệm coi, các vị dùng cái lời lẽ từ bi hỷ xả mà giúp đỡ ai qua một cái cơn sốc về nội tâm nào đó, mà người ta nhờ được cái sự giúp đỡ ý tứ của mình, là các vị có an lành ngay, bằng lòng ngay. Các vị giúp đỡ cho người ta tiền bạc, các vị sẽ thấy bằng lòng ngay. Các vị giúp đỡ ta về thuốc men, về áo mặc, về cơm ăn, về vốn liếng để làm nên sự nghiệp, các vị sẽ có bằng lòng ngay. Ví dụ như là công nương Diana, mặc dầu là nói về cái hạnh kiểm cái nết na đối với người Á Đông thì là bà này cũng chưa có được là cái kiểu như là Á Đông, cũng còn lung tung nhiều ông lắm, nhưng mà cái đó là Âu Châu không có nhầm gì hết. Nhưng mà bà giúp đỡ nhiều cái cơ quan từ thiện trên thế giới, cho nên gần như thế giới quan tâm thương kính, và gần như là để tang vậy. Thế thì là cái đó là chính là cái phước đức nó biểu hiện ra. Thành ra mình làm được là mình an lành ngay, mà không cần cầu nguyện giáng sinh. Cái gì của người ta cho mình là cái đó bấp bênh lắm. Ở đời người ta thường nói là không có ai cho không ai cái gì. Mà nếu mà mình chờ người ta cho không mình cái gì, người ta ban cho mình là cái đó bấp bênh. Do vậy cho nên phước đức thì mình phải làm rồi mình mới hưởng, mà hưởng cái đó là không bao giờ sợ sệt. Phước đức giống không, cho nên làm phước đức đừng sanh tâm chấp mình làm. Không chấp mà làm, mà làm phước đức thì phước đức mới nhiều. Chấp mình là người làm phước đức thì phước đức rất dễ bị tiêu tan. Cho nên cái việc này là cái việc mà nó có thật đây nhảy trên mặt đất. Này tôi cũng nhắc nhiều lần rồi đó. Có nhiều vị thí chủ làm chùa vì quý mến một vị thầy nào, một người nào đó, rồi bỏ tiền ra tùy theo cái túi tiền, một vài ba trăm triệu hoặc là bạc tỷ cũng có, làm chùa thiệt đẹp, mà cứ coi rằng đó là công tác của mình. Mình sẽ được phước đức vì thầy này sẽ ở đây giữ gìn đạo Phật, làm đạo Phật, để rồi là vì thầy đó làm đạo mà phước đức đó lại là do mình tạo cái chùa, cho nên mình sẽ có được phước đức nhiều. Thì cái ý niệm như vậy là ở thế gian người ta nghĩ không có gì tội lỗi, không có gì bắt tội ta được hết đó. Nhưng mà nếu mà người mà học Bát Nhã rồi đó là ta không bao giờ ta làm vậy. Không bao giờ ta làm chùa để ý niệm vì kính quý một vị thầy, càng không bao giờ nghĩ rằng là ông thầy đó mà ông tu chân chánh, mà ông tài, ông giỏi, đức ông giỏi, ông tu hành chính chắn này kia, rồi mình nhờ phước đức ông. Không có, người học Bát Nhã rồi ta không bao giờ ta nghĩ cái đó.
Do vậy cho nên Phật tử đọc cái này rồi đó, để ý đó. Cái này là thế gian tất tri kỳ số nhiều lắm, đều là một ý niệm cất chùa là như vậy hết. Ngược lại là các nhà sư cũng vậy, cũng có cái chùa tính để lại cho hậu thế, để lịch sử lâu đời hậu thế này, này kia. Do vậy cho nên các chùa phải có ngài, có ngài phải coi cái tuổi của mình, rồi coi ngài đặt đá để nữa, rồi quỷ thần mới giật mình đi. Mình cất chùa rồi mình ở không có được, thì đó là chuyện bình thường của thế gian. Nhưng mà người học đạo là không làm vậy. Chính tôi là đã từng làm trụ trì rồi, đã từng xây chùa rồi, cất chùa rồi, chủ trương cất chùa bằng cái kiểu là ai muốn cất chùa cứ ghi tên vô đây, 5 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu gì đó cứ ghi vô đây, rồi cho vẽ cái bản đồ, coi cái kỹ sư thầu khoán người ta định cái này là nhiêu. Nếu cái này là 200 triệu mà ghi đây mà đủ 200 triệu rồi, chừng đó cử ra cái ban hân công làm rồi cứ lợi mấy người này để lấy tiền mà trả tiền cho người ta. Mà khởi công á, ngày nào đủ tiền là khởi công, chứ còn không có cái vụ coi ngày coi giờ gì hết. Hỏi tại sao thầy không coi ngày? Tôi nói coi cho ai vậy đấy, dựa vào cái gì mà phải coi ngày, mà coi bây giờ coi cho ai, lấy ngày nào và tuổi nào tên nào để là cái chùa này của ai? Họ nói là thường thường là các thầy ta mới coi, có coi ngày chứ, trụ trì coi ngày chứ không chết sao. Tôi nói nếu như mà thật sự có quỷ thần mà vận hồng mà bẻ cổ gì đó thì lên chơi với Phật Thích Ca kìa. Chơi ổng ở trên chánh điện á. Chứ còn tôi là chẳng qua là Phật tử thì đóng góp, thờ thì xây, tôi thì ừ. Đứa nào động phạm tới tôi, vô can vô cớ mà đứa nào dám động tới tôi. Cho nên cái vụ này không có vụ coi ngày. Hả, tiền đủ là cứ xây. Chùa này đâu phải là chùa của tôi. Đấy, quỷ thần nào có ngu si đọc chữ có được không? Chữ của người ta, tiền của người ta mà. Tiền của người ta có bán bánh bông đạo, rồi bông đạo xây xây để thờ Phật. Tôi thì dẫn kinh thuyết pháp, mà nếu chừng nào tôi buồn tôi muốn ở nữa là tôi bỏ tôi đi. Thế thì là chùa của bá tánh của bổn đạo, dính dính đời này qua đời khác. Tương quan gì tôi mà tôi phải coi ngày chứ? Cho nên đã từng làm chùa rồi không có coi ngày. Ngay cả làm cái thất của mình ở cũng không hề coi ngày. Là vì sao vậy? Là vì cái thất này là ngày nào tôi muốn ở tôi ở, mà ngày nào không muốn đi là muốn bỏ là dễ dàng quá. Cho nên là kể như tôi ở là ngày đó là tôi ở vậy thôi, chứ không phải của tôi. Thế bây giờ tự nhiên tôi còn bỏ cái gì đó. Bỏ cái thất nguyên vậy, như là tự mình làm hết. Giờ ông không muốn ở nữa là đi vậy. Đi rồi chư tăng sau này giờ ta ở là ta sửa lại ta ở tới giờ. Cho nên đâu phải của tôi đâu mà tôi có ngày. Giờ lại nữa về ngày thì trong đạo Phật không có rồi, không có chủ trương để sợ cái giáp ất binh đi màu kỹ canh tăng nhâm quý rồi. Đạo Phật không có sợ cái tí sử dần mẹo thịnh tị ngõ mùi thân dẫu tức hợi rồi. Thế thì biểu tôi coi ngày là coi sao? Không coi. Đó là cuộc sống từ trước tới giờ là vậy đó. Cho nên không có coi ngày là cái chỗ đó. Và lại nữa, vấn đề quỷ thần đó tôi nói rồi mà. Quỷ thần là do cái tín ngưỡng của một dân tộc nào đó mà nặng ra cái thứ quỷ mà mình sợ, mình kính, mình quý, mình lại nó. Thế người ta coi cái quỷ đó không có thiệt. Từ hôm nhiên tới giờ tới nay là các vị thấy là Việt Nam mình là chiếu bao nhiêu chục thứ dân tộc. Ở đất nước Việt Nam thôi nhé, chưa nói trên thế giới đâu. Bên Liên Xô có cả hàng 125-30 thứ dân tộc. Trung Quốc cũng mấy trăm thứ dân tộc, bên Mỹ cũng mấy trăm thứ dân tộc ở trong một nước á. Mà những thứ dân tộc thiểu số đó, thiểu thiểu, rồi thiểu trung, rồi thiểu đại, rồi thiểu hơi nhiều, rồi thiểu ít, rồi thiểu ít nhất, cũng có một cái thứ quỷ thần, thần linh gì đó mà nó tự đặt ra, nó sợ, rồi nó thờ, rồi nó cúng, rồi nó làm lễ, rồi gọi là văn hóa. Văn hóa của nó, thờ kiểu của nó. Nói nghe nó kỳ, nhưng mà các vị đừng có sợ, không bắt nhã rồi không có kỳ nữa.
tôi có coi một cuộc phim của cái nước Nhật Bản là văn minh vậy đó, máy móc đồ bán mình xài ngon lành vậy đó. Mà trong đó có cả trí thức, cả nam thanh nữ tú, nghĩa là sinh viên đàng hoàng mà làm cái dương vật của đàn ông á, dài hơn một sải, rồi để đi cái kiệu á, vậy mà kiệu đi cả nước, kiệu đi cả cái những cái đoạn đường quan trọng á, để mà thờ kính là gì đó, cái này là tổ phụ của chúng ta, không có đó là không có chúng ta ngày nay. Trời mặt ơi, nó tôn thờ như thế thì các vị có chịu nổi không? Thì do người ta quan niệm mà những chị phụ nữ đàng hoàng nghĩa là ăn mặc đẹp đẽ bánh bao để họ họ trì ngồi trên cái kiệu đó, rồi có những chị đẹp đẽ bánh bao khiêng cái kiệu đó thản nhiên đấy. Tôi coi rồi tôi cười quá. Nhưng mà các vị đừng có nói là nói sao nói cái đó tục tiểu, nói siêu, có phải nó là dầu cái đó đi nữa cũng là một cái loại ngũ quẩn phù hư không khứ lai, thấy chưa? Nó là thuộc về ngũ quẩn, ở trong ngũ quẩn chứ nó có cái nào ngoài đó đâu mà sợ mà e lệ gì nữa. Tại sao cái lỗ mũi thì cứ rờ hoài mà nói tới cái từ đó, cái này dùng mình dùng gì, chuyện gì nó nấm dày thôi chứ gì đâu. Cho nên Nhật Bản nó thờ nó kiểu đi bình thường đấy, đó là sự thật đấy. Cho nên là cái gì mà cái vụ quỷ thần là các vị đừng có sợ. Học Bát Nhã Ba La Mật Đa, học Phật mà liễu nghĩa thường thường là các vị đừng có sợ. Không có gì phải sợ hết. 60 thứ dân tộc của Việt Nam mình ở những đồng bào thiểu số đều có thờ thần thánh riêng của họ. Mà mình không hề thờ thần thánh đó. Nhưng mà người kinh mình đã có bị thần thánh đó làm gì mình đâu. Ngược lại những cái mà gọi là văn hóa, gọi là truyền thống, gọi là thần thánh của thần người kinh mình tôn thờ cung kính ghê gốc, những dân tộc đó họ không thờ, không cúng, không kính để gì hết, thì họ đã có sao đâu. Cho nên các cái đó bất liệu nghĩa kinh, cái đó là văn hóa, gọi là văn hóa là những cái gì quên hết, mà những cái đó còn chưa quên, người ta còn lưu giữ cái dấu vết đó. Thì người ta gọi cái đó là văn hóa của một dân tộc. Thì cái người mà không có học đạo, ta làm sao ta làm, chuyện đó mình không có nói. Nhưng mà người có học đạo rồi thì những cái văn hóa đó mình không cần, mà không có gì phải sợ sợ. Thí dụ như vấn đề coi ngày coi giờ là do đâu mà sợ ngày giờ? Sợ ngày giờ nó phát xuất từ cái chữ Giáp Ất Đinh Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. À, mà Giáp Ất là mộc, Canh Tân là kim, Mậu Kỷ là thổ, Bính Đinh là quả, Trung Ương, Mậu Kỷ là thổ. Thế là dựa vào những chữ đó mà ta ghép nó vào, nó tiêu biểu cho kim, mộc, thủy, quả, thổ. À, còn Tý cũng vậy, tuổi Tý mà, Tý là thuộc thủy, Sửu là thuộc thổ, Dần là thuộc mộc, Mèo là thuộc mộc, Thìn là thuộc thổ, Tỵ là thuộc quả, Ngọ là chất quả, Mùi là thuộc thổ, Thân là thuộc kim, Dậu là thuộc kim, Tuất là thuộc thổ, Hợi là thuộc thủy. Thế thì là do những cái chữ đó, 10 cái thiên can và 12 cái địa chi, người ta mới gộp nó lại, rồi ta đặt cái vấn đề là cái mộc thủy hỏa thổ, rồi người ta mới đưa ra cái thuyết coi ngày để mà lấy cái sự xung khắc của cái chữ thuộc về cái mộc thủy hỏa thổ đó. Nhưng mà người Á Đông mình thì tin như vậy, chứ người Á Châu đã có chữ Mậu chữ Kinh Bính chứ đinh gì đâu. Mà hãng xưởng của họ rần rần họ làm máy bay, máy trên trời chở cả 600-700 người, máy bay công cọt đó. Nó có Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân gì. Từ khi Thái Hậu, cái bà vua này, ông vua sau này là vua Quang Tự, có một cái bà Phi. Bà Phi mà ông vua Quang Tự này rất yêu bà Phi đó. Bà Phi thông minh vô cùng. Tôi sẽ tặng cho hoàng thượng một cái vật quý mà hoàng thượng đi hội họp, đi thăm mẹ đi rồi về đây. Đem tặng cái gì? Cái xe lửa. Xe lửa chạy đường rầy chơi. Nó cái này nè, hoàng thượng biết không? Cái này bên Âu Châu người ta đã làm từ lâu rồi. Nó chạy vậy nó chở lần bao nhiêu ngàn người đó, mà mình ở đây chưa làm được đó hoàng thượng. Là ta động viên ông vua chồng của người ta đấy, để phải phát triển đất nước cho mạnh lên. Đừng có lạc hậu cổ lỗ sĩ.
tới chừng đem hỏi các vị quan cận thần, thầy học của ông vua hỏi vì sao mà bên Âu Châu người ta làm được vậy mà bên mình chưa làm được vậy. Ông thầy học ông nói dạ ông Tâu Hoàng Thượng là tại vì bên kia người ta cởi mở hơn, cái hiểu biết của người ta nó rộng rãi hơn, còn của mình nó còn hẹp hòi, nó ở trong cái giáp ất Bính Ninh màu kỹ kinh tân nhâm quý, nó ở trong cái tí xíu dần mèo thần tị ngọn mùi thân dẫu tức hợi, nó ở trong là đông phương giáp ất mộc, là nam phương Bính Ninh quả, tây phương kinh tân kim, trung ương màu kỹ thổ vân vân. Rồi mình sợ là mồ mã chỗ này có long quyệt, chỗ kia có theo và địa dư địa lý đó mà. Rồi mình làm đường dày vậy đó, rồi mình sợ chạy nó rung chuyển rồi nó động đất rồi động mồ động mã, do vậy mà cái đất nước mình không phát triển được là tại vì mình tin cái địa lý địa hình địa vật, cho nên mình không dám làm này, dụng ý đánh đổ cái mê tín để phát triển đất nước đó. Chứ thì ông vô chức thôi, cái đó sau này nó canh tân mới từ từ mới theo kịp người ta, cái mê tín dự đoan là không theo kịp đâu. Thành ra đất nước mà muốn phát triển là phải bỏ cái mê tín dị đoan đi. Học Phật mà muốn phát sinh trí tuệ là cũng phải dẹp cái mê tín dị đoan đi. Trung Quốc mà tại vì giáp ở Bính Ninh màu kỹ kinh tân nhâm quý mà không dám động đất, sợ rung chuyển mồ mả. Cái cuộn phim nói những cái đó rất là có ý nghĩa. Thành ra chấp mình làm việc phước đức thì phước đức rất dễ bị tiêu tan. Đây nè, năm ngoái năm kia đây nè, có một vị cúng tiền cho ông thầy, tới chừng bất bình bất mãn rồi đòi lại hết. Trời Phật ơi, đòi từ cái tivi, đòi từ cái tủ lạnh, đòi từ cái gối, đòi từ cái giường ngủ, đòi từ cái xe. Nghe cái đó không còn anh hùng chút nào hết trơn. Trời, cúng rồi thì thôi chứ, cúng dường tam bảo mà cúng dường tam bảo mà có đốt nhang đây, cúng không đốt nhang mà đòi là đòi cái gì? Làm kiểu đó nó tầm thường quá. Nói như vậy có nghĩa là Phật tử là cảnh giác trên việc cúng dường. Cúng dường mà ưng vô sở trụ với sanh kỳ tâm mới được. Cúng dường là không còn nhớ nghĩ tới nó nữa. Thôi cái đó để từ từ nói thêm chứ. Nói nhiều quá các vị nghe là sanh tâm rối loạn cuồng nghi, hồ nghi bất tính. Cũng do lý do đó mà cho nên tôi nói rằng tôi giảng về là các vị nghe chứ tôi là không có nghe. Sang băng là không được cho tôi nghe. Là tại vì tôi nói không phải cỡ như vậy. Mà tại vì cái môi trường đó, hoàn cảnh đó, thời gian đó tôi nói như vậy. Đó là cái đầu của tôi không phải như vậy cho nên tôi nghe cái của tôi nói. Chưa phải vậy. Ví dụ như muốn nói nữa là sao có thời giờ để nói. Mà nói nữa là có người sanh tâm cuồng loạn hồ nghi bất tính thì sao? Cho nên là có lúc phải ngừng. Đấy, tôi nói ví dụ như chấp mình làm việc phước đức thì phước đức bị tiêu tan là vậy đó. Vài bữa cái mình hết cảm tình, vài bữa một lý do nào đó cái mình nổi phiền não vô minh lên, mình đòi lại từng món một. Mà đòi là đối với mấy ông thầy đó là đòi được, chứ cỡ như tôi là vô phương đòi. À, cái đó nói thiệt á, tôi có giấy đâu mà đòi, tôi chưa bao giờ dám mượn tiền ai để xài, càng không có, cũng không hề có làm giấy tờ hay làm mượn là vay. Tôi là cái người mà nói theo thế gian là gọi là liệu cơm gấp mắm, tôi có nhiêu cơm là tôi gấp nhiêu mắm, còn nói theo thầy chùa thì liệu cơm mà gấp tẩu gấp chao, phải không? Đời nào mà tôi mượn tiền của các vị tôi xài đâu. Nhưng mà phải mở cái ngoặc à. Trừ ra có những năm tôi mượn tiền ở đây cả lỗ đó. Nhưng mà tôi mượn đó là tôi có giao rồi à. Nếu một lý do nào mà xã hội, các ngân hàng, nhà nước mà bị tiêu á, là chúng ta đồng hè phải bỏ đó. À. Còn như mà họ còn bình yên, xã hội mà bình yên thì tiền đó vẫn bảo đảm trả đủ. Tôi là mượn kiểu vậy, có mượn.
Còn như cuộc đời là không bao giờ mượn ai một trăm nào, một chục nào để xài, mà mình phải liệu cơm gấp mắm đó chứ. Do vậy cho nên là tôi không hề năn nỉ, không hề hỏi xin. Các vị thấy lúc nào mà muốn cúng là các vị gọi là cúng dường tam bảo. Mà nếu mà Phật pháp tăng của tôi không có đủ thì cúng dường nhất bảo, cúng mà cúng không cúng thì thôi. À. Không? Do vậy cho nên đã đưa vô là tôi xài, chứ tôi giải gì tôi cất để lâu lâu tôi trả các bà chứ. Hả? Ai mà cái tục ngữ ta có là kéo treo mà ai để heo nhịn đói bao giờ. Tiền trong túi mà không mua đồ chơi để dành để trả lại là nghĩa là sao? Cho nên không có vụ trả. Cho nên ông thầy lơ tơ mơ thì đòi được, chứ cỡ như tôi là coi chừng á, không có đòi được đâu. Rồi tôi còn lý luận cho mà biết, nếu mà đòi tôi được là tất cả thì chùa trên đất nước Việt Nam này ở tù hết. Tại sao vậy? Là tại vì ông nào cũng bị đòi hết trơn á. Ông nào cũng bị đòi hết rồi mà tiền không có trả lại, tất nhiên là phải ở tù chứ sao. Mà sự thật đâu có vậy. Đất nước Việt Nam này từ xưa nay Phật giáo truyền mấy ngàn năm, cúng là đức mà. Cho nên là phải cẩn thận nha. À, có chừng không là phước đức dễ bị tiêu tan. Vì cái tướng ngã chấp nè, cái tướng nhân tướng nè, cái tướng chúng sanh tướng, tướng thọ giả tướng, nó đồng khởi lên. À, khởi lên là nó xâm phiền não vô minh, là phước đức mình mất hết. Chẳng những phước đức không còn mà còn mang thêm ác nghiệp. Mượn cái câu Nguyễn Du rồi sửa lại sơ sơ trong này nói: đã mang lấy nghiệp vào thân thì chớ mong cầu cứu Phật gần Phật xa. Thiện căn ở tại lòng ta mà nào đâu có phải ở ba cái thứ bạc vàng. À, cho nên là tu hành là do thiện tâm chứ không phải ở bạc vàng đâu. Ừ, hết giờ rồi thì ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thể.